xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay tại công ty mình đây đang có một chiếc máy tách vỏ ốc, thì mình sẽ review cho các bạn. Với chiếc máy này, ốc có thể dễ dàng được tách khỏi vỏ rất là nhanh chóng và cái năng suất mang lại cao. Và cái chi phí bỏ ra thì mình tin chắc rằng là anh chị nào mà mình làm nghề thì mọi người sẵn sàng sẽ bỏ một cái số vốn để sở hữu một chiếc máy này, giảm thiểu được sức lao động, giảm bớt được thời gian cũng như là chi phí nhân công. Đây là một chiếc máy bóc tách vỏ ốc bươu. Ốc nhồi, buồng nạp nhiên liệu, mình sẽ cho ốc vào đây. Và sau khi mà mình cho ốc vào thì ốc sẽ theo trục xoắn và vỏ ốc sẽ được nghiền ra. Vỏ ốc thì sẽ ra ở cửa đằng sau này. Bên dưới này sẽ ra vỏ ốc, mọi người có thể nhìn thấy cái mặt sàng ở bên dưới. Sau khi ốc đã được nghiền thì vỏ sẽ được ra đây. Và những cái thịt ốc thì sẽ được ra ở cửa bên cạnh bên này. Trong quá trình mà máy hoạt động thì mọi người sẽ cắm vòi nước vào đây. Mình sẽ làm một cái hệ thống nước để nước sẽ đi xuyên suốt ở trong cái buồng này. Có cái hệ thống nước này mà ốc của chúng ta ra sẽ được sạch hơn này, sẽ bớt được cái nhớt của nó. Và ở đây thì sử dụng điện 1 pha, điện 220V. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng điện 3 pha, điện 380. Với motor 2,2 kW này thì 1 giờ mọi người có thể làm được lên tới 1 tấn 1 giờ. Với 1 tấn ốc mà chúng ta làm bằng tay thì không biết là phải hết bao nhiêu lâu, tốn rất là nhiều nhân lực. Nhưng mà với chiếc máy này, chúng ta chỉ cần một người thao tác cắm điện và chúng ta cho ốc vào. Bộ phận cối với motor sẽ được kết nối với nhau bằng trục cua rãnh đôi. Trong quá trình sử dụng máy thì mọi người lưu ý tại các điểm mà mọi người cần cho dầu nhớt để cho máy sẽ hoạt động trơn tru hơn. Tại cái vị trí này thì mình sẽ châm nhớt để cho dầu nhớt sẽ ngược vào cho máy bôi trơn. Dưới này cũng thế, chúng ta cũng sẽ cho vào đây, bôi mỡ đi dầu vào đây. Với chiếc máy này sau khi mà chúng ta sử dụng thì mọi người sẽ tháo các cái vật ốc ở bên này ra để chúng ta vệ sinh buồng cho nó sạch, rất dễ dàng để vệ sinh. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo cho mọi người thước của máy để mọi người có thể nắm được. Cửa nạp nguyên liệu bề rộng là 44 và chiều dài 54. Chiều dài của toàn bộ máy khoảng 1m55 và chiều cao 1m06. Khi mà chúng ta đặt ở tại các vị trí trong gia đình thì nó cũng không chiếm quá nhiều diện tích. Chiếc máy này hữu ích ở giúp các anh chị làm trong các cái xưởng chế biến ốc hoặc là làm tại chợ, các tiểu thương làm ở chợ, sẽ giúp giảm được thời gian, chi phí, nhân lực. Những ai đang quan tâm về sản phẩm này thì mọi người có thể cân nhắc hoặc gọi điện trực tiếp tới Vinmark theo số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn để tại đó chúng ta có thể xem được sản phẩm, hoặc là mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline để các bạn tư vấn viên của Vinmark sẽ hỗ trợ tư vấn cho chúng ta về sản phẩm của Vinmark ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.